Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án một cái web để khai thác các đồng tiền điện tử nhé. Thì ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách khai thác cái đồng Bitcoin nhé, để có thể rút về ví chớp. Thì ở cái app này thì với cái tốc độ đào cũng tương đối là nhanh và cái min rút của nó là cũng không phải là cao, min rút của nó cũng vừa vừa thôi, mà đặc biệt là mọi người sẽ không cần phải treo máy, mọi người chỉ cần đăng ký một tài khoản và sau đó cứ để cho nó tự động đào, và đến cái ngày, đến cái thời điểm đủ min rút thì mọi người có thể rút về ví chớp được rồi nhé. Rồi ok mọi người, để đăng ký khai thác đào các đồng tiền điện tử ở trên cái web này thì mọi người bấm vào đường link mình để dưới phần mô tả, sau đó thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào chữ sign up này cho mình này. Rồi ok mọi người, sau khi bấm vào sign up thì nó sẽ chuyển sang một cái mục đăng ký. Rồi ở đây thì mọi người sẽ để ý này, ở đây thì dòng đầu tiên thì mọi người sẽ nhập tên này và nhập username. Tên thì mọi người có thể nhập tùy ý nhé. Rồi sau đó thì username thì mọi người cũng có thể là nhập tùy ý. Tiếp theo mọi người sẽ nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu cho mình. Rồi ở ô tiếp theo đây thì mọi người sẽ nhập địa chỉ email và nhắc lại địa chỉ email. Và sau đó thì mọi người sẽ phải đặt một cái câu hỏi bí mật và một câu trả lời bí mật nhé. Thì cái này thì mọi người có thể đặt tùy ý nhé. Ví dụ như 1 cộng 1 này là câu hỏi này, câu trả lời sẽ bằng 2 chẳng hạn. Ví dụ là như thế nhé. Rồi mình đặt luôn này cho dễ. Rồi ok này. Rồi tiếp theo ở dưới này thì nó sẽ có những cái đồng tiền điện tử để mọi người có thể khai thác. Ví dụ như đồng Bitcoin này, đồng Litecoin, đồng Dogecoin, đồng Ethereum. Và mọi người muốn khai thác đồng nào thì mọi người sẽ bấm vào đây để lấy địa chỉ của nó ở trên ví chớp nhé. Như ở đây thì mình sẽ khai thác cái đồng Bitcoin này. Thì mọi người sẽ bấm vào cái Bitcoin này. Rồi thì ở đây thì nó yêu cầu mọi người nhập cái địa chỉ ví Bitcoin. Thì mọi người sẽ vào ví chớp cho mình nhé. Ở đồng nào cũng vậy, mọi người sẽ mở ví chớp lên. Rồi thì mọi người sẽ bấm vào trên cùng bên tay phải của ví đây nhé, để mọi người lấy cái địa chỉ của ví này. Ở đây thì mọi người sẽ nhập Bitcoin chẳng hạn. Rồi đây cái đồng BTC đây, mọi người gạt cái thanh này sang nhé và sau đó bấm vào. Rồi mọi người sẽ bấm vào nút nhận này cho mình này. Và đây thì mọi người sẽ sao chép địa chỉ ví. Rồi quay trở lại trang web của nó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví vào đây. Ok. Và sau đó thì mọi người sẽ đánh dấu tích vào cái ô vuông này. Đánh dấu tích vào ô vuông này nhé. Và sau đó thì mọi người sẽ tích vào tôi không phải là người máy. Rồi và như vậy mọi người sẽ bấm vào Create Account này cho mình. Ok mọi người, như vậy là mọi người đã tạo xong một cái tài khoản để khai thác cái tiền điện tử này nhé. Và bây giờ thì mọi người sẽ bấm vào chữ Login này. Rồi mọi người sẽ đăng nhập vào cho mình. Và bấm chọn Login nhé. Rồi như mọi người thấy là khi mọi người login xong thì nó sẽ bắt đầu tự động khai thác nhé. Và cái min rút của nó là 0,0003 cái đồng Bitcoin này thôi. Sau khi đủ điều kiện rút thì mọi người có thể là bấm vào chữ withdraw này này. Đó. Rồi như mọi người thấy này, min rút là 0, đây, min rút là 0,300 hoặc 1 số 3 nhé. Và mọi người chỉ cần bấm withdraw là nó sẽ tự động rút về ví cho mọi người khi mọi người đủ điều kiện rút min tối thiểu nhé. Rồi quay trở lại này. Ở đây thì mọi người cũng có thể đầu tư để tăng cái tốc độ đào. Ví dụ như khi mọi người đăng ký miễn phí thì tốc độ đào của nó là 100 GH trên giây nhé. Và mọi người muốn tăng cái tốc độ đào lên thì mọi người sẽ bấm vào cái mục là dashboard này cho mình này. Sau đó thì mọi người muốn đầu tư thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ make deposit này. Đó thì ở đây thì mọi người có thể là mua các gói đào nhé. Thì mỗi một gói đào nó sẽ tương ứng với cái tốc độ đào. Ví dụ như gói đầu tiên của nó là 500 GH trên giây này. Đấy, tất tật tần tật, tật, tật.
Thì những ai nếu mà thích đầu tư thì mọi người có thể đầu tư để đào. Còn ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách khai thác free thôi nhé. Chờ đến ngày rút thì chúng ta sẽ rút về ví thôi. Ok mọi người, thì quay trở lại để lấy được cái đường link chia sẻ và tăng tốc độ đào lên, thì mọi người sẽ copy cái đường link đây nhé. Đó, thì đây chính là cái đường link để mọi người đi chia sẻ. Thì mọi người sẽ copy cái đường link này đi chia sẻ cho mọi người khác cùng tham gia cái dự án này để tăng cái tốc độ đào của mọi người lên nhé. Ok mọi người, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người một cái web để khai thác các đồng tiền điện tử với cái tốc độ đào tương đối là nhanh và cái min rút của nó cũng rất là thấp. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.